Sau 2 năm dài, Phương Nam đã trở lại. Với những người thợ da Lecast, đây không đơn thuần là một lần restock. Đó là một hành trình tiếp nối những câu chuyện, những xúc cảm còn dang dở từ năm 2021 đã qua. Với niềm trăn trở về một chiếc túi đa dụng có thể dễ dàng mang theo nhưng vẫn phải mang nét đẹp khác lạ, người thợ da Lecast đã nghiên cứu và cho Phương Nam thành hình. Có thể bạn vẫn nhớ, Phương Nam ra đời khi Covid-19 đang trên đỉnh điểm. Trước cái tên Phương Nam, thợ da Lecast đã định khai sinh chiếc túi với tên gọi Oval như dáng vẻ hay Sài Gòn, nơi cả nước đang hướng về ngày đó. Cuối cùng, Phương Nam được lựa chọn bởi cả âm sắc và ngữ nghĩa đều thấm đượm sự thân thương, dịu dàng của người thợ da dành cho người bạn đang kiên cường trong vùng dịch. Vùng đất Phương Nam năm 2023 đã mạnh khỏe hơn, năng động hơn. Phương Nam của Lecast trong năm 2023 cũng đã có nhiều đổi khác, hoàn thiện hơn, tỉ mỉ hơn. Nhưng trữ tình của những năm tháng gian khó ấy sẽ luôn là ký ức mà người thợ da nghĩ về để thấy tâm hồn được xoa dịu dù còn nhiều vất vả, lo toan. Lần trở lại này, Lecast muốn Phương Nam được tiếp nối hành trình sống đầy thương yêu bằng việc lựa chọn một chiếc Phương Nam trở thành đại sứ bán trong phiên livestream 19 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2023. 100% số tiền bán chiếc Phương Nam ấy sẽ được bổ sung vào quỹ yêu thật. Lecast hy vọng chữ tình trong Phương Nam sẽ được tiếp nối dai dẳng và mạnh mẽ hơn, đem hơi ấm tới khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc.